Ở buổi trước thì tôi có hướng dẫn các bạn một số những kỹ thuật cơ bản của striking, có nghĩa là đấm và đá. Thì như các bạn biết, MMA có hai môi trường chiến đấu, đó là đánh đứng và đánh nằm, striking và ground game. Thì buổi trước mình đã hướng dẫn các bạn một số các kỹ thuật cơ bản của striking. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần địa chiến, phần đánh nằm, ground game. Thì đây là một số kỹ thuật cơ bản của Jiu-Jitsu. Ngồi xuống nào. Thì ở trong một số những trường hợp khi mà người ở trên take down được người ở dưới, như là các môn khác thì trọng tài sẽ hô dừng lại, nhưng ở trong MMA thì trận chiến sẽ vẫn tiếp tục được diễn ra, vậy nên người nằm dưới vẫn có thể có cơ hội tấn công được người ở phía bên trên. Thì ở trong đây là phần phòng thủ cơ bản nhất của Jiu-Jitsu, có nghĩa là trong close guard, cơ hội để giành chiến thắng cho cả hai người là 50-50. Người ở trên sẽ cố gắng kết thúc người ở dưới bằng cách đấm, như bạn đấm, đấm, củ trỏ, hoặc là cố gắng thoát ra khỏi hai cái chân này và đè vào những vị trí quan trọng. Ok. Vậy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn một ba kỹ thuật tấn công từ ở phía dưới đối với người phía trên. Ok. Kỹ thuật đầu tiên là kỹ thuật armbar từ close guard. Điều đầu tiên là mình phải kiểm soát được hai tay của người ta. Bởi vì là người ta sẽ cố gắng người ta đấm, người ta sẽ thoát cái tay để người ta đấm mình. Ok, mọi người cố gắng thoát đấm. Đấm. Ok, như thế việc đầu tiên mình phải kiểm soát. Ok, thứ hai, mình sẽ luồn tay từ ngoài vào trong, vào phần dưới củ trỏ. Thì bây giờ, sở dĩ tại sao mình không cầm như thế này và giật ra như thế này, bởi vì như thế này, kia sẽ rất là dễ dàng để mà thoát tay ra và rút ra. Ok, nhưng khi mình luồn từ trong ra ngoài và chỉ cần nắm, kiểm soát phần củ trỏ và giữ nhẹ này, kia thử, kia rất là khó để có thể rút ra. Mình cố gắng mình đẩy cái vai, áp lực cái vai người ta xuống. Vì trong khi thi đấu cũng như là trong chiến đấu, việc mình giữ tay thế này, người ở trên là rất là khỏe, người ta dễ dàng người ta thoát được cái tay, thoát tay và tấn công mình tiếp. Ok, thế đây là việc đầu tiên là mình sẽ phải kiểm soát một tay này, kéo phần vai người ta hơi mở chân. Bạn ngồi chắc rồi. Áp lực cái phần vai người ta xuống. Bây giờ Kiên thử ngồi dậy đi. Rất là khó có thể ngồi dậy. Ok, việc thứ hai, mình có thể finish chân của mình vòng qua đầu, giữ phần tay, hai đầu gối kẹp chặt, siết, ưỡn hông lên, mình có armbar, xong close guard. Đầu tiên là Nhung phải kiểm soát phần hông của Vi. Ok, bây giờ Vi sẽ luồn tay từ phía trong sang bên này. Ờ, không đây, sang bên này, cầm tay người ta, nhấc tay sang bên này rồi. Ok, kiểm soát như thế, tay này có thể rút ra rồi. Không rút ra, đè phần vai người ta xuống này rồi. Ok, bây giờ mở cái chân này ra một chút, đạp vào hông để xoay người sang bên kia, xoay người rồi. Ok, chân này đè lên để áp lực phần, rồi đè lên để áp lực người ta, chân này vắt sang. Ok, kẹp chặt hai đầu gối vào, cầm vào tay người ta, cầm vào tay cái tay này của người ta này, không, tay này. Ok, cả hai tay, ưỡn hông lên, rồi arm bar. Ở trong thực tế thì không phải là ai cũng có thể dễ dàng để tôi lấy arm bar, bởi có người ta khỏe hơn tôi này, trình độ giỏi hơn mình này, bằng một cách nào đó người ta rút được cái tay này ra. Ok, rút tay này ra. Mình có thể mở chân này, lock lại. Ok, chuyển tay người ta sang bên, cố gắng thu mình về này, để người ta khó để đứng dậy. Bởi vì nếu tôi không thu về, cái người ở trên người ta phải đứng dậy. Cố gắng đứng dậy. Tôi mất được kiểm soát người ta. Thế khi tôi lock được vào triangle này, Tôi phải kéo ra xuống. Bây giờ Kiên thử đứng dậy đi. Gần như là không thể. Tôi tóm vào phần cổ chân của tôi. Chân tôi đạp vào hông của Kiên. Để tạo ra một góc 90 độ giữa người của tôi và người kia, bởi vì tất cả những dòng submission trong Jiu-Jitsu đều có một góc 90 độ. Ok, bây giờ mình giữ lại này, gác lên, hai đầu gối kẹp chặt, triangle. Luôn từ bên ngoài vào trong, rồi ok, cầm một cổ tay, chuyển sang bên kia nè.
tí. Tay này vịn vai xuống, rồi mở gát ra, rồi chân chân này áp lực xuống đúng rồi, bắt chân kia qua, không cross chân lại với nhau như thế này, kẹp chặt đầu gối lại, rồi bây giờ rút được tay ra, mở gát ra, không mở gát bên này, mở gát bên này, mở ra, vòng qua cổ người ta, rồi từ đây này, bây giờ này, cầm tay này của người ta chuyển sang bên trái của mình, cầm vào cổ chân của mình, tay này, dùng tay này, dùng tay này, chân này mở ra, đạp vào hông của Nhung để di chuyển thân sang bên này, di chuyển nữa, ok, bây giờ gác chân này lên. Rồi, ok. Đau rồi. Em sợ em đau rồi, chị đau không? Đâu, em sợ đau rồi. À không. Thôi bây giờ chúng mình vào kỹ thuật thứ ba nhỉ? Ok. Ok. Kỹ thuật này nó sẽ đơn giản hơn. Kiên vào đây. Vẫn ở trong close. Tôi ở trên đúng không? Đúng rồi. Ok. Thì ở trong close guard này, cái mục đích của người phía bên trên, người ta sẽ cố gắng giữ trọng tâm người ta thẳng, để người ta sẽ dễ dàng tấn công mình bằng cách đấm này, củi trò này. Vậy nên là cái việc mà khi người ta kiểm soát được cái phần cự ly xa này là phần có lợi cho người ta. Thế nên là việc của mình khi ở dưới close guard là làm cho toàn bộ phần trọng tâm người ta mất để chống tay về phía trước. Ok, đây sẽ là mục đích của mình. Bởi vì khi như vậy người ta sẽ không thể tấn công mình nữa. Ví dụ Kiên đang tấn công luôn. Tôi làm Kiên mất trọng tâm. Bắt buộc lấy tay ra để chống. Đúng rồi, bắt buộc phải chống. Và khi mà Kiên chống tay như vậy thì nó đã sắp xuất hiện một đòn submission mới, đó là Kimura. Thì khi Kiên đang tấn công rồi này, ok. Và Kiên phải cố gắng chống tay. Rồi. Đồng thời tôi sẽ cầm lấy một tay của Kiên này. Mở chân ra một chút này. Luồn tay ra phía đằng trước. À, bên trên, phía bên trên. Ok, về phía bên trên. Mở gát ra này. Lock lại này. Thân tôi swim ra một chút. Kimura. À, đòn này là có thể làm cho đối phương gãy tay và trái tay luôn đúng không? Đúng rồi. Ok, một lần nữa nhá. Tôi sẽ tấn công tay bên này nhá. Ok. Bước người lên một chút. Có vẻ dễ hơn. Ok. Quả quá xong rồi giật về đúng không ạ? Đúng rồi, giật như này về. Xong rồi. Tay cầm đủ tay người ta. Cầm xong rồi. Cầm bên này, hơi từ cầm bên này. Tay nào tay cầm vào tay đấy. Đây này. Rồi bây giờ nhá. Mình mở chân ra một chút. Ngồi dậy. Luôn vào, cầm vào cổ tay của Vi luôn. Đây. Vi cầm vào cổ tay của Vi. Luôn nha. Nữa. Rồi ok. Bây giờ lại nằm trở lại. Chân này gác lên này. Tay này nằm ra là cổ. Tay của người ta tiếp cận phần tay. Là ok. Mẻ nhỉ ạ? Đúng rồi. Tiếp tục nữa đi. Khi người ta đau người ta sẽ tắt. Nữa. Như vừa rồi thì tôi có hướng dẫn các bạn một số những kỹ thuật cơ bản để tấn công người đang có xu hướng tấn công mình ở phía bên trên. Vậy thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số những kỹ thuật quật ngã. Chúng ta phải quật ngã sao cho đúng để không để đối thủ người ta nằm dưới, người ta pull và call close guard. Thì làm thế nào để quật ngã mà phần lợi thế sẽ thuộc về mình, có nghĩa là người ở bên trên. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn một số kỹ thuật với Kiên. Ok, Kiên đứng chân trước chân sau. Chân kia. Mình sẽ hướng dẫn một kỹ thuật takedown cơ bản là double leg takedown, có nghĩa là bốc đôi và quật ngã. Cái cự ly để tôi có thể takedown được Kiên đẹp nhất là khi tay phía bên trên của tôi có thể chạm được vào Kiên. Ok, như thế là tôi có thể thực hiện được đòn takedown. Việc thứ hai, sau khi chạm được, có nghĩa là sau khi đo được khoảng cách với Kiên, tôi hạ thấp trọng tâm xuống như động tác squat ấy. Ok, chân đầu gối của tôi này sẽ cái điều mà tôi muốn trong thi đấu đó là cái đầu gối của tôi sẽ đặt vào cạnh bàn chân của Kiên. Ok, một này, hai tôi tay phần đầu của tôi này sẽ áp vào phần hông của Kiên, đồng thời hai phần tay ôm vào sau chân sẽ nắm vào theo phương như thế này. Ok, không phải thế này, ok, mà thế này, grip lại này,
đầu tôi có xu hướng này, đẩy kiên về từ bên phải này sang về bên trái này. Cái phần hông của tôi sẽ dùng phần hông để đẩy kiên về bên trái, đồng thời phần chân tôi sẽ đẩy làm cho phần trọng tâm của kiên sẽ bị nghiêng vào một chỗ và phần trụ của kiên sẽ bị khống chế bởi chân, bởi tay của tôi, thế nên là kiên sẽ phải ngã. Sao vậy này? Chân tôi sẽ cố gắng đỡ toàn bộ phần người của tôi này, khống chế lại này. Từ đây kiên sẽ không thể nào phun ra được. À, kiên sẽ bị khống chế. Nếu mà ở trong tư thế này thì người ở phần ở trên sẽ là người chủ động. Chủ động hơn. Còn người ở dưới sẽ là người sẽ bị động hơn. Động. Ok. Nên là tôi sẽ kiểm soát 100% đối với kiên. Làm lần nữa nhá. Hạ thấp trọng tâm xuống này. Ôm ấy. Tay trước. Không nhất thiết phải nhoài người ra, chỉ cần chạm vào phát thôi. Hạ thấp trọng tâm phát xuống. Rồi. Gối trước, đúng không? Gối chân trước. Gối chân trước không phải gối chân sau. Gối chân trước. Từ đây này, gối chân trước đi xuống này. Chân sau này. Đây, lên. Bắt vào. Đúng rồi. Hạ. Đúng rồi, ok. Ôm đầu áp sát vào cùng. Ôm chặt phần chân của người ta lại. Ok. Bây giờ mình sẽ cố xu hướng xoay bên kia. Chân này đồng thời đẩy để cho người ta ngã sang bên kia. Rồi, ok. Vậy áp lực vẫn phải giữ nguyên áp lực người ta. Di chuyển phần hông của mình. Tiếp sang bên kia. Đây, từ đây di chuyển để đè ngang người ta. Đè ngang người. Đây này. Qua cổ người ta. Rồi, ok. Đây là sai thân thôi. Chân này phải kiểm soát phần hông, không chân kia kiểm soát phần hông, ok, chân kia kiểm soát phần vai, rồi áp lực, đè áp lực xuống, để sai phần thường, ok làm lại. Ở phần trước thì tôi đã hướng dẫn Kiên và Vi các bộ kỹ năng như boxing, kickboxing, jiu-jitsu, thì để Vi nhân vật trải nghiệm chúng ta có cái nhìn rõ hơn về MMA thì chúng ta sẽ gặp lại Nhung. Nhưng một phần khác đó chính là ở luật thi đấu chúng ta sẽ có cả thêm bộ kỹ năng cả vật nữa. Ok, mời các bạn. Xin mời hai bạn. Cảm giác là còn khó hơn ạ. Tại vì lần này cái kỹ thuật đấy em nghĩ là có khi là còn phải tập mất nhiều thời gian hơn, thì với thuần thục cái kỹ thuật mà mình có thể thực chiến và mình có thể chủ động hơn trong cái việc thi đấu nhỉ. Một cái người mà thiếu kinh nghiệm em nghĩ là chắc chắn là không thể nào mà thi đấu được cái trận đấu này. Thì bây giờ cho em ra ngoài thực địa, ra ngoài thực tế, liệu có một người gây sự với em mà em muốn thẳng các bạn em có thể thi triển những động tác này vào điểm. Em nghĩ là còn phải tùy xem đối phương là ai. Nếu mà ví dụ mà như em như một bạn gái thì không làm sao, nhưng mà nếu là một bạn nam thì chắc chắn là rất là khó có thể để vượt cả một bạn nam được ạ. Vâng, rất cảm ơn Cát Tùng cũng như Tuyết Nhung đã bỏ thời gian để giúp chúng tôi biết nhiều hơn về MMA, và xin được chúc cho Cát Tùng cũng như Tuyết Nhung sẽ có được những sức khỏe tốt nhất để tiếp tục cái niềm đam mê của mình. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng không thể không dành lời cảm ơn cho Dương TV. Tất cả mọi TV đã nhận lời tham dự chương trình thể thao sức sống và đam mê của Đế quốc bóng Việt Nam. Chúc TV sẽ thi đấu tốt và luôn luôn có được sức khỏe để mang vinh quang cho nước nhà.
Đến đây thì phần trải nghiệm trong chương trình thể thao sức sống và đam mê ngày hôm nay của chúng tôi cũng đã khép lại. Xin được hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những môn thể thao hấp dẫn khác.